Thường chia sẻ các bạn đó hồi sáng này là o coi hấp dẫn quá nhưng mà tâm trí thường thì bảo là chỉ DC Bitcoin thời gian này thôi my mind is telling me no but my body my body is telling me yes như bạn cũng đã biết đây là đến từ bài hát hồi xưa của R. Kelly và cái này là thường chia sẻ thật là đã có lúc Thường cảm thấy đã có đủ Ethereum, BNB Nhưng mà nói thật đó là 5 năm qua Chưa bao giờ thường cảm thấy là có đủ Bitcoin Mặc dù số lượng Bitcoin trong danh mục Hiện bây giờ đã cao ở mức cao nhất Mọi thời điểm, các bạn cũng đã biết điều này rồi trên channel này đó thường lúc nào cũng chia sẻ với các bạn thường xuyên là thường đang nắm giữ những coin nào đầu tư bao nhiêu lâu bây giờ đang làm cái gì cho nên những cái điều mình thường chia sẻ đó không có gì gọi là bất ngờ đối với các bạn lắm nhưng mà nào mà theo dõi lâu cũng đã biết rồi chứ không phải là Thuận đợi giá lên hay xuống thường mới chia sẻ thường làm gì những gì thường mới về chia sẻ đó các bạn cũng đã biết cái tiền mấy tháng rồi chứ không phải là mới gì và rất rõ ràng là khi mà thuận chia sẻ cái thông tin liên quan đến cái danh mục đầu tư crypto của thuận đó thì các bạn đã thấy được là rất là công khai là từ ngày 8 tháng 10 của năm ngoái đó là các bạn thấy được là cái số lượng bitcoin trong tay thường lưu trữ chỉ có 35% mà thôi, trong khi Ethereum lúc đó giá cao đó tăng trưởng mạnh, Ethereum chiếm tỷ lệ tới lại 41% mà thường đã chia sẻ với các bạn là thường không thích điều này, thường đó thì thích bitcoin chiếm phần trăm tỷ lệ cao hơn, cho nên bao nhiêu tháng ngày qua đó các bạn thấy được là thường một tháng thường chia sẻ hai ba lần, các bạn thấy được là từ cái mức 35% đó bây giờ thì BTC đó ngày 29 tháng 4 mới đây là chính thức trở về mức 50% cái số lượng crypto thường lưu trữ Ethereum nên thì chiếm 29% BNB là 11% Cardano 6% Bitdao 1% CAO là 2% và một số những đồng nhỏ khác như là Solana FTT và Polkadot thì chiếm tỷ lệ chỉ có 1% mà thôi bây giờ thường vẫn lưu trữ nhiều Bitcoin nhất và đây cũng là điều mà thường thường xuyên chia sẻ trong dòng nhiều năm qua với các bạn những bạn nào mà ở thị trường này lâu năm nên thì cũng sẽ hiểu được cái triết lý mà tại sao tới giờ phút cuối đó thường vẫn thích bitcoin nhiều hơn các bạn thấy được là cái sự thăng trầm của thị trường lên xuống như thế nào bao nhiêu đồng thay đổi vị trí ngoại trừ là bitcoin và ethereum cho đến thời điểm này vẫn không thay đổi vị trí mà mà thôi và chúng ta có thể thấy được là vốn hóa bây giờ vẫn là vốn hóa cao nhất tính thanh khoản cũng là cao nhất cộng đồng cũng là mạnh nhất cho nên một ngày nào đó có thể là Bitcoin bị thay đổi hay không thì thường không biết. Nhưng mà ngay thời điểm này, nếu các bạn hỏi thường đó, thì thường chỉ có thể mua một đồng crypto duy nhất mà thôi và thường không được đụng đến trong vòng 5 năm thì thường tin tưởng đồng nào. Ngay thời điểm này thường chỉ có thể chia sẻ với các bạn thường tin tưởng Bitcoin mà thôi. Tại vì khi các bạn nhìn vào quá khứ đó, năm này qua năm nọ lúc nào cũng sẽ có một cái đồng đang nóng bỏng mà cả cộng đồng đều đang xôn xao như là chúng ta thấy là năm ngoái có Solana rồi có uh, Cardano rồi trước đó có Neo, có EOS, uh, có rất nhiều những đồng tương tự Tron những năm như là năm 2018 lúc nào quá uh, thì cũng sẽ có những cái đồng cực kỳ nóng bỏng thời điểm đó và ai đã cũng hỏi thường là tại sao lại thường không có uh, lưu trữ ngay lập tức hay cái gì đó thật ra mà nói là khi mà thường đã thích một đồng nào rồi thì giá nào thường cũng mua giá nào cũng là giá tốt tại vì khi mà thường nhìn vào một đồng nào đó thì thường nhìn vào tương lai thì trên căn bản đó BTC hiện bây giờ giá nào đó thường cũng là giá tốt tại vì cái giá tương lai của BTC đó thì thường có lòng tin là sẽ cao hơn rất là nhiều Ethereum cũng vậy BNB cũng vậy và đến thời điểm này Cardano cũng vậy đương nhiên nếu như mà có thay đổi đó thì thường sẽ thay thay đổi cái danh mục đầu tư này và thường có từng thay đổi và đã từng chia sẻ với các bạn rồi như là XRP thường đã bán XRP từ khi mà có cái sự kiện diễn ra À, và điều này Thường đã chia sẻ công khai trên channel này rồi Nhưng mà đây là cái danh mục mới nhất mà Thường muốn chia sẻ với các bạn Và điều quan trọng hơn đó, nhiều bạn bây giờ đã cảm thấy không được vui Mặc dù là các bạn không có lo sợ nhưng mà các bạn cũng cảm thấy không được vui Tại vì các bạn thấy là giá bây giờ đó rất là hấp dẫn Nhưng mà các bạn lại không có tiền để mà mua thêm Điều quan trọng hơn hết đó là nếu như các bạn muốn thành công trong đầu tư Thì các bạn phải bảo vệ nguồn thu nhập không liên quan đến đầu tư đây cũng là lý do tại sao mà nhiều bạn hay hỏi thuận là thuận thì cũng đã có một cái thành quả trong đầu tư crypto bao nhiêu năm qua rồi tại sao mà thuận không nghỉ công ty mặc dù là thuận có thể kiếm được nhiều nguồn thu nhập khác không liên quan đến đi làm cho công ty mà vẫn có thể là cao hơn cái nguồn thu nhập đi làm cho công ty rất là nhiều cũng như là có thêm thời gian làm gì mình thích cái vấn đề đây đó không phải là như vậy vấn đề đây là Thuận phải bảo vệ các nguồn thu nhập không liên quan đến đầu tư. Chỉ có như vậy đó thì Thuận mới không quan tâm đến đầu tư thu nhập như thế nào mà vẫn tiếp tục và tiếp tục có thể là chú tâm trung bình giá, chú tâm đầu tư dài hạn. Điều này rất quan trọng. Thường thường chia sẻ với các bạn đó là thường thường chọc các bạn là chúng ta đã thấy lúc mà phải lái Uber, lái xe Grab rồi khi mà giá đi xuống mỗi lần nhưng mà thật ra đó đó là chọc các bạn cho vui nhưng mà nếu như mà thực sự thường không có cách nào để kiếm thêm được tiền nên thì thường vẫn có thể là lái Uber mà thôi không có gì gọi là quan trọng đối với thường hơn là tiếp tục có nguồn vốn cần thiết để mà đầu tư và một điều khác nữa đó chính là việc liên quan đến là chốt lời mà tôi cũng đã từng chia sẻ với các bạn trước đây nhưng mà bây giờ không phải lúc để mà nói về điều đó lúc mà nói về điều đó là những lúc mà các bạn đã thấy lúc mà giá cả lên liên tục đó thì thường thường hay nhắc nhở các bạn liên quan đến chốt lời bây giờ thì không phải là lúc đó một điều nữa đó là các bạn đã biết là bao nhiêu tháng ngày qua thường thường hay chia sẻ với các bạn là bây giờ đó cái số lượng crypto đó trong tổng tài sản của thường là khoảng 44%, có nghĩa là gần như phân nửa là nằm trong thị trường crypto này, 24% là nằm trong các tài sản khác, phần còn lại đó là khoảng 1/3 là thường lưu trữ tiền mặt và stablecoin và phần lớn là stablecoin thường gửi ở những nơi như là Nexo, Celsius, BlockFi, Gemini, crypto.com để mà lấy lãi và cái phần lãi đó thường dùng để mà trung bình giá thường xuyên và những lúc mà giá rất là tốt đó thì người có thể sử dụng cái số lượng stablecoin này để mà thu mua thêm cái số lượng lớn hơn cái này là riêng không tính vào trong cái phần trung bình giá thì những lúc mà thị trường tốt đó các bạn thường hay cười thường nói là thường sẽ lưu trữ nhiều tiền mặt quá vậy nhưng mà thật ra những lúc như thế này các bạn mới thấy được là cái sự lợi hại của có tiền mặt vấn đề là các bạn cần phải phân bổ vốn và quản lý phần trăm rủi ro đây là điều quan trọng nhất các bạn có thể là tin tuyệt đối vào trong một mảng đầu tư nào giống như thuận rất có đồng tin vào trong crypto nhưng mà lòng tin của thuận đó không thể thay thế quản lý rủi ro được cái này hai cái vì song song với nhau lòng tin của thượng là cao tới đâu cao đến mức mà thường chấp nhận là khoảng chừng phân nửa tài sản của thượng trong thị trường crypto này đó là cái lòng tin nhưng mà điều này cũng không thể thay thế được là các bạn cứ nhắm mắt mà không quản lý rủi ro được cho nên đó là lý do cho các bạn đừng có hỏi thường tại sao mà thường thường chữ nhiều stablecoin nữa tại vì những cái chúng ta sẽ không quản lý được đâu như là dịch bệnh xảy ra fed đột ngột tăng lãi suất như là chúng ta đang đối đầu bây giờ chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới cái thông tin mà có thể nhiều bạn muốn thường chia sẻ đó chính là thông tin liên quan đến là Berkshire Hathaway đó công ty mà chúng ta cũng đã biết là Warren Buffett và Charlie Munger một người là chủ tịch một người là phó chủ tịch à, và hôm qua đó ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ đã có cái cuộc họp cổ đông của năm nay và đương nhiên trong một cuộc đông đó đó sẽ có người hỏi về bitcoin tại vì bitcoin crypto đó đang là cái đề tài cực kỳ nóng bỏng hiện bây giờ và thật ra không phải là bây giờ đó năm ngoái cũng vậy năm trước đó cũng vậy thì đương nhiên warren buffett và charlie munger cũng sẽ chia sẻ cảm nghĩ về bitcoin và crypto thì tôi có thể chia sẻ với các bạn là trong vòng bao nhiêu năm qua cái suy nghĩ của warren buffett không có thay đổi suy nghĩ của charlie munger về bitcoin cũng không có thay đổi từ lúc bitcoin một ngàn hai thì hai người này đã có những cái suy nghĩ tiêu cực đó về thị trường này rồi bây giờ cũng như vậy và đối với thuận nên thì bao nhiêu năm qua suy nghĩ của thuận về Warren buffett suy nghĩ về bitcoin và crypto cũng không có thay đổi đâu những gì thuận chia sẻ với các bạn đó là chủ yếu cho những bạn mới để nắm được sự thật như thế nào mà thôi chứ còn những bạn nào mà theo dõi kênh ít nhất là hơn một năm nên thì cũng đã từng nghe thường chia sẻ những tài liệu tương tự rồi nhưng mà Warren buffett nói thì thường bây giờ thường cũng sẽ lặp lại những gì mà thường suy nghĩ về vấn đề này các bạn thấy được là tôi đã chia sẻ trên mạng xã hội đó là Berkshire Hathaway họp cổ đông ngày hôm qua ngày thứ bảy từ Hoa Kỳ thì đương nhiên một những câu hỏi mà mọi người sẽ hỏi là về Bitcoin và muốn Charlie Munger và Warren Buffett nói về Bitcoin thì cũng đã từ rất lâu Warren Buffett thì thường hay gọi Bitcoin là lừa đảo là bong bóng vân vân nhưng mà chi này ra thì cũng tương tự Warren Buffett với mọi người thì cũng không có cái suy nghĩ tích cực hơn về Bitcoin đâu nhưng mà cũng đỡ hơn tại vì sao thường chia sẻ với các bạn đây là cái điều quan trọng là khi này đó thì Warren không còn nói Bitcoin là lừa đảo mà chỉ đơn giản nói là ông ta không đầu tư về Bitcoin gì Bitcoin không thể tự tạo ra thu nhập ông ta chỉ thích đầu tư vào nhà máy sản xuất hay là công ty sản xuất hàng hóa mà thôi cái gì mà có thể tự tạo ra thu nhập được và đây đó cũng là lý do tại sao mà Warren Buffett nói là ông ta không có quan tâm đến vàng hay là sưu tầm tranh ảnh tại vì ông ta nghĩ những cái đó không có giá trị. Ông ta chỉ thích những gì mà tự tạo ra thu nhập mà thôi. Còn về Charlie Munger đó, có nghĩa là partner của Warren Buffett đó, phó chủ tịch của Berkshire Hathaway thì Charlie đó cũng đỡ hơn một chút mà thôi. Các bạn đã biết là trước đây Charlie Munger của Bitcoin là thú chuột nhưng mà lần này thì nói là đầu tư Bitcoin là ngu vì khả năng sẽ trở về số 0 Và thêm vào đó đó là cũng những gì ông ta đã nói trước đây đó là ca tụng Trung Quốc vì đã cấm BTC Nhưng mà ngay cả Warren Buffett thì lại không khuyến khích người ta short Bitcoin ở thời điểm hiện tại Và Warren Buffett nói là không có giá trị và Bitcoin đó cho dù là bán chúng ta với giá 25 đô người ta cũng không có mua các bạn có biết ai bán Bitcoin với giá 25 hay không thì cho thùng biết các bạn có biết là thường bản thân không có lưu trữ vàng mà và cũng không có lòng tin vào vàng à, nhưng mà nếu như mà ai bán thường một cây vàng 25 đô thì thường chắc chắn sẽ mua rồi <laughs> để bán lại trên giá thị trường để kiếm được lời rồi à, nhưng mà đó các bạn nên biết là bản thân của cả hai người đó thì đều không có short BTC chỉ nói là không có giá trị gì mà không có short và các bạn có biết đó là Trung Quốc còn cấm gì không Google Amazon Facebook các công ty này đó đều rất là thành công lý do là Trung Quốc cấm Bitcoin cũng không có nói lên được điều gì. Một điều rất rõ ràng đó là cả hai người đều ca tụng đồng đô la. Đây là điều rất là quan trọng. Ngay cả trong cái cuộc họp đó, Warren Buffett cũng đã cầm cái tờ thì nhớ là 20 đô. Nhưng mà nào mà đã xem cái video ngày hôm qua đó cầm tờ 20 đô và nói đây mới là tiền thật. Và nói không thích Bitcoin vì chỉ có đồng đô la là tiền thôi. Các bạn nên biết đó, Công ty của Warren Buffett là Berkshire Hathaway đầu tư rất nhiều vào ngành ngân hàng. Vì lý do đó thường nghĩ là cái sự thành công của BTC đã không có lợi gì với lại Warren Buffett và Charlie Munger hết và cả hai người đó cũng không có quan tâm nhiều đâu. Và các bạn cũng đã nhớ đó là cái triết lý đầu tư của Warren Buffett là chỉ đầu tư những gì mà ông ta hiểu mà thôi. Cho nên trước đây đã bỏ lỡ Amazon, Google, Tesla và cũng đã từng nói những công ty này không có giá trị và sẽ không đến đâu hết. Cuối cùng thì ra sao? Đây là những công ty đồ sộ nhất trên thế giới này cung cấp biết bao nhiêu là giá trị và cũng sẽ bỏ lỡ BTC và crypto mà thôi với cái suy nghĩ đó. Warren Buffett đã 91 tuổi, Charlie Monger đã 98 tuổi rồi, thần ước gì mà thần có thể 90 tuổi 100 tuổi mà còn gần như hai người này thì thần đã mãn nguyện rồi. bạn có thể chết như một anh hùng hay là sống đủ lâu để trở thành nhân vật phản diện. Đương nhiên đây là câu nói đến từ Batman. Thì để nói rõ hơn đó các bạn thấy được là đây là cái thống kê về cái số lượng công ty mà được Berkshire Hathaway đầu tư vào thì các bạn thấy là những cái mà màu vàng trên màn hình đó. Các bạn thấy được là đây là những công ty liên qua đến ngân hàng như là ngân hàng Bank of America, ngân hàng Bank of New York Mellon, đây là các phần trăm mà họ lưu trữ 10% của tổng số đầu tư của Berkshire Hathaway là đầu tư vào Bank of America, 1% mới đầu tư vào Bank of New York Mellon, American Express là 7,5% các bạn thấy được là chúng ta có thể đi xuống bên dưới này đó là trước đây cũng lưu trữ một số lượng Wells Fargo Visa là 0,5 cho thấy được đó là công ty Berkshire Hathaway đầu tư rất là nặng tay vào trong những ngành ngân hàng nhưng mà gần đây đó cái điều thú vị hơn điều đầu tiên không muốn chia sẻ đó là trước hết đó, những ai mà nói về bất cứ một cái gì liên quan tới Bitcoin hay là vàng hay cái gì đó các bạn cũng nên hiểu là cái cương vị của họ là gì những lời nói đó thì đều có cái lý do hết chứ không có ai mà nói mà không có lý do đâu. Điều tư thường muốn chia sẻ là đương nhiên về phương diện là bitcoin thành công đó, thì đối với lại Warren Buffett và mọi Munger thì cũng không có lợi gì đâu. À, tại vì phần lớn nó đầu tư vào ngân hàng và thứ nhì nữa đó trước đây Warren Buffett cũng đã từng nói là chỉ thích đầu tư vào những cái ngành mà ông ta hiểu mà thôi. Nhưng mà gần đây các bạn đã thấy được là công ty Warren Buffett cũng đã có sự thay đổi khá là nhiều rồi. Khi mà các bạn nhìn kỹ hơn đó vốn hóa của Apple là công ty công nghệ. Bây giờ đó cái phần trăm vốn hóa trong danh mục của Warren Buffett của công ty Berkshire Hathaway đó là 40,5% 40%, 40 của tất cả tiền của Berkshire Hathaway trong danh mục này đó là nằm trong cổ phiếu Apple là cổ phiếu công nghệ Thêm vào đó nữa đó không ngừng ở đây các bạn thấy được là Activision Blizzard là công ty mà làm game đó chiếm là 1,6% của tổng số đầu tư và tuy chỉ có 1,6% thôi nhưng mà trên căn bản đó là bây giờ công ty của Warren Buffett đã giữ tổng cộng là 9,5% của tất cả cổ phần của Activision Blizzard đây là công ty làm game và kế tiếp nữa đó là chúng ta thấy được là có công ty Amazon là 0,4% HP là 1,3% cho thấy được là cái lời nói của Warren Buffett tuy cũng như vậy nhưng mà cái hành động thì thường cảm thấy là nó cũng đã thay đổi rồi điều này cũng là tốt thôi thường không nói là không tốt ý thường nói là những gì một người nói với một người làm là khác nhau hoàn toàn các bạn thấy được là Warren Buffett có thể tiếp tục nói những cái triết lý hồi xưa tới giờ thì cũng ok thôi nhưng mà khi các bạn nhìn kỹ hơn đó, thì cái cách đầu tư đã có sự thay đổi rồi thì cũng là một cái thay đổi cần thiết tại vì thế giới đã thay đổi rồi nhưng mà đó là cái điều mà thường muốn chỉ ra cho các bạn mà thôi và có một điều rất là thú vị đó là Warren Buffett chỉ trích thị trường chứng khoán là gambling parlor lâu lắm rồi thôi mới con nghe cái từ gambling parlor thường nhớ là từ khi mà coi cái phim Westworld cái tên nhiều năm đó, thì mới nghe cái từ gambling parlor như là tiệm đánh bạc bây giờ ra chúng ta chỉ dùng từ casino thôi thì thấy cái này cũng có sự khác biệt giữa cái lứa tuổi và phong cách dùng từ tại vì bây giờ đâu còn ai dùng cái từ gambling parlor nữa à, nhưng mà điều thú vị hơn đó Warren Buffett cũng nói là Berkshire Hathaway mua thêm cổ phần của Activision Blizzard và bây giờ đã nắm giữ là 9,5% của tất cả cổ phần của công ty này à, vì nghĩ là Microsoft sẽ thành công mua lại công ty này nhưng mà trước đó đó thì Warren Buffett chỉ trích thị trường chứng khoán là một cái tiệm đánh bạc đương nhiên rồi các bạn thấy được các bạn mua cổ phiếu là các bạn có cái kỳ vọng là cổ phiếu đó sẽ đạt được bao nhiêu thành quả trong tương lai ngay cả Warren Buffett cũng có cái suy nghĩ như vậy thì cũng là một phần về cái phương diện là các bạn phải có một cái cuộc cá cược mà thôi, tại vì công ty Microsoft có thể là không thành công mua lại công ty này. Điều này chúng ta không có biết được tương lai, nhưng mà Warren Buffett nghĩ là đó là sẽ thành công, cho nên đã mua lại cổ phần của công ty Activision Blizzard vì nghĩ là Microsoft thành công mua lại công ty này. Và điều đặc biệt hơn đó là Bill Gates và Warren Buffett là bạn bè thân với nhau, nhưng mà công ty Berkshire Hathaway lại không đầu tư vào cổ phần của Microsoft. Thật bao nhiêu năm qua cũng không có rõ tại sao là như vậy. Ngoài ra đó thì Berkshire Hathaway tiết lộ rằng họ đã tăng tốc đầu tư cổ phiếu hơn 51 tỷ đô. Thường thấy có nhiều bài viết viết là 40 tỷ, có bài viết viết là 51 tỷ nhưng mà thường cho là con số 51 tỷ đi. Con số 40 hay 51 chỉ cũng là con số lớn à, trong quý đầu tiên trong bối cảnh suy thoái tài chính của thị trường. Hiểu đơn giản đó là Warren Buffett rất là bullish. Bây giờ nhiều người trên thiền chứng khoán đó đang rất là hoang mang nhưng mà trong quý 1 đó Berkshire Hathaway đã đầu tư một số tiền lớn và trong thị trường chứng khoán cho thấy được là ông ta rất là thấy được cái cơ hội bây giờ một điều khác nữa là một số người cũng chỉ trích Warren Buffett nói là trong cái lúc mà ông ta nói về Bitcoin là không tốt, không có giá trị gì vân vân nhưng mà Warren Buffett lại siêu Sea Candy cho thấy được là trên màn hình đó để Sea Candy đầy hết. Tại vì Sea Candy đó cũng là một trong những công ty mà Warren Buffett rất có thể đầu tư và nhiều người cho là Warren Buffett thì siêu bình tiểu đường cho người Hoa Kỳ và người khắp thế giới. Thì đây đương nhiên là những người mà không thích Warren Buffett uh, mới uh, đưa những cái này ra mà thôi. Nhưng mà đương nhiên Elon Musk uh, thì uh, cũng đương nhiên comment rồi. Elon Musk đã thích troll những tỷ phú khác. Và Elon Musk nói là Warren Buffett uh, dùng từ Bitcoin rất là nhiều. Ở trong một cái đoạn video ngắn như vậy thì cho thấy được là Tuy nhiên Bitcoin cũng có một sức ảnh hưởng Thường không nghĩ là Warren Buffett không quan tâm đâu Cũng rất là quan tâm Và nếu như mà nói Warren Buffett không hiểu Thường cũng cảm thấy là cũng không đúng đâu Warren Buffett là một người mà cũng thấy là rất là thông minh Mới có thể gây dựng được một cái cơ người đầu sổ này Cái vấn đề là Warren Buffett muốn người ta biết gì về Bitcoin mà thôi Và muốn cho cổ đông biết suy nghĩ của ông ta như thế nào về Bitcoin mà thôi Không ai mà rảnh mà đi nói về một thứ mà không quan tâm hết Các bạn thấy được là buổi sáng các bạn đi làm đó cái ví dụ thường thường hay dùng đó là các bạn bước ra khỏi cửa các bạn thấy cục đá các bạn đâu có đứng đó để mà chửi cục đá đâu chỉ khi nào mà các bạn đi các bạn vấp cục đá đó các bạn té các bạn mới đứng gì mà chửi cục đá đó mà thôi thì đơn giản như vậy bitcoin chỉ là bitcoin mà thôi không ai quan tâm thì đâu ai cần phải nói tới chỉ là bitcoin đã trở thành một cái gì đó khiến người ta khó chịu người ta mới nói tới mà thôi cho nên nếu nói là không ảnh hưởng thì cũng không đúng đâu nhưng mà điều quan trọng hơn đó có rất là nhiều người dùng cái từ không có giá trị bây giờ giống như là cứ nói cái này không có giá trị cái kia không có giá trị Thường thì có một cái suy nghĩ khác thuận nghĩ đó là cái điều chúng ta cần phải hiểu rõ đó là bất cứ ai nói cái gì đó không có giá trị thì người ta quên nói ba từ sau đuôi đó chính là đối với tôi có nghĩa là người ta nói bitcoin không có giá trị nhưng mà người ta lại quên nói ba từ cuối cùng là đối với tôi thì đối với lại warren buffett thường nghĩ cũng là gì mà thôi warren buffett hoàn toàn có thể nghĩ là bitcoin không có giá trị đối với tôi đối với người khác đương nhiên là có thể có giá trị rồi nhưng mà đối với warren buffett là một người mà đã có tiền có cơ ngơi thì có thể là không quan tâm nhiều đến Bitcoin, nhưng mà đối với nhiều người khác, đương nhiên đây là một điều mà có giá trị với họ. Chứ nếu không thì Bitcoin đâu có giá như bây giờ. Điều khác nữa đó là có nhiều người họ thích tách rời giá và giá trị. Giá và giá trị khác nhau, thường không nghĩ gì, thường nghĩ giá và giá trị là song song với nhau. Tại vì đó, có một thời gian ngắn, đương nhiên trong ngắn hạn đây thì có thể là giá trị nhiều hơn giá hay là giá nhiều hơn giá trị, nhưng mà dài hạn nó thì hai cái sẽ đi song song với nhau không có cái gì mà có giá trị dài hạn mà giá không có tăng hết á các bạn cứ nghĩ đi cái gì mà có giá trị dài hạn thì giá sẽ tăng theo thời gian tôi cũng thường hay chia sẻ với các bạn từ khi bitcoin có 2.000 đô tới bây giờ là giá sẽ đi theo giá trị bitcoin cung cấp thêm nhiều giá trị thì giá sẽ tăng và đó là sự thật